thể thấy, các show thực tế do công ty Multimedia GSC dự định thực hiện trong năm 2019 đến năm 2021 đều gặp phải trục trặc, và chương trình mới The Next Face Việt Nam cũng không ngoại lệ. Dù chỉ mới ở vòng casting, nhưng ban tổ chức đã gặp xáo trộn về vị trí giám khảo. Dự định ban đầu của ekip sẽ là top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 cùng tái ngộ trên ghế nóng. Tuy nhiên, Á hậu Hoàng Thi đã từ chối ngay từ đầu. Nói tiếp sau đó, Á hậu Mâu Thủy dù nhận lời và đã xuất hiện trong vòng casting, nhưng cũng đơn phương thông báo hủy tham gia The Next Face Việt Nam trên trang fanpage. Hiện tại chỉ có Hohenie là chắc chắn ở lại với chương trình. Mới đây, ban tổ chức đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu The Next Face Việt Nam 2021 và công bố vị huấn luyện viên tiếp theo đồng hành cùng Hohenie trên ghế nóng. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Thùy Dương, Á quân Việt Nam Next Top Model mùa All Star, huấn luyện viên Model Kids Việt Nam và thường xuyên được nhà sản xuất mời chấm thi ở tuần lễ thời trang. Với tính cách thẳng thắn không ngại mắc hình tượng, liệu Thùy Dương sẽ kết hợp với giám khảo Nam Trung tạo thành bộ đôi drama của chương trình chăng? Bên cạnh đó, top 12 Miss World 2019 Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng được hé lộ là huấn luyện viên thứ 3 của The Next Face Việt Nam. Chia sẻ về vai trò mới của mình, nàng hậu cho biết mình không xem Hohenie và Thùy Dương là đối thủ của mình, mà cả ba ở đây với vai trò tìm ra những nhân tố tiềm năng để có thể trở thành đồng nghiệp tương lai của cô, Hohenie lẫn Thùy Dương.